Chiều ngày 2 tháng 5, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa điều tra, khám phá nhanh vụ một Việt kiều bị lấy trộm 60.000 đô la Mỹ tương đương 1,38 tỷ đồng tại huyện Châu Thành. Trước đó, ngày 1 tháng 5, một nữ Việt kiều Mỹ đến công an xã Đông Phú, huyện Châu Thành trình báo bị mất trộm 60.000 đô la Mỹ, cùng 5 triệu đồng, một điện thoại di động cùng một số giấy tờ tại nhà ở ấp Phú Lợi, xã Đông Phú. Qua điều tra, phòng cảnh sát hình sự phát hiện ông Lê Minh Trang 54 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, là người làm vườn thuê cho nữ Việt kiều có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời lên làm việc. Chiều cùng ngày, ông Trang thừa nhận hành vi phạm tội và khai được chủ tin tưởng nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ giữ giúp. Sau đó Trang đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt của chủ 47.000 đô la Mỹ để chi tiêu cá nhân. Gần đây, khi nữ Việt kiều về nước, sợ sự việc bại lộ nên sáng ngày 1 tháng 5, ông Trang tiếp tục lấy trộm tiền, điện thoại, giấy tờ của chủ đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để nữ Việt kiều tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây bị lấy trộm hết. Cơ quan công an thu giữ được số ngoại tệ, tiền Việt Nam với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng cùng một số vật dụng tại nơi Trang cất giấu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Trang để tiếp tục điều tra làm rõ.